Xin chào các bạn, trong cái video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái program rất thú vị. Nó sẽ giúp cho các bạn ra lệnh cho ChatGPT làm theo một cái yêu cầu của bạn với mục đích rất cụ thể. Và cái program này là có tên là program về mục đích hoặc là mục tiêu. Ví dụ là hãy viết cho tôi một cái đoạn văn với chủ đề là cái này với một cái mục đích là để giúp cho ai đó làm cái việc gì đó đấy, hoặc là một cái chủ đề này với một cái mục tiêu cụ thể. Và bây giờ mình sẽ vào luôn cái ví dụ về cái prompt này cho các bạn hiểu đó nhé. Ở đây là mình sẽ làm một cái prompt sẽ yêu cầu cho ChatGPT viết ra những cái tác hại của việc hút thuốc với sức khỏe, với một cái mục đích là để khuyên mọi người bỏ thuốc. Đấy, thì cái prompt này nó có rất là rõ ràng. Cái prompt này thì cái chủ đề của chúng ta là gì? Những cái tác hại của việc hút thuốc với sức khỏe. Và một cái mục đích rõ ràng đó là gì? Khuyên mọi người bỏ thuốc các bạn nhé. Thế thì nó đã viết ra rất là cụ thể như này. Việc hút thuốc có nhiều tác hại đối với sức khỏe, trong đó là ung thư. Hút thuốc là một trong những nguyên nhân chính gây ra cái ung thư phổi, cổ họng, khí quản, ruột, bàng quang, tử cung, tuyến tiền liệt, gan, thận và buồng trứng. Bệnh phổi này, hút thuốc là một nguyên nhân chính gây ra các bệnh phổi như hen suyễn. Nó sẽ liệt kê ra, bởi vì mình đang yêu cầu nó gì, viết ra những cái tác hại. Nó sẽ viết ra tất cả những tác hại do thuốc lá gây nên cho sức khỏe. Sau đó nó sẽ khuyên nhủ chúng ta là gì, hãy bỏ thuốc đi. Đấy, các bạn cứ nhìn xem nhé, nó đang làm công việc như vậy. Rất là nhiều tác hại. Đấy, các bạn thấy không? Bình thường mình đâu có thể nghĩ ra được ngay tất cả những cái tác hại đấy. Mà nhờ cái ChatGPT này nó liệt kê ra. Và phía dưới cùng đây, sau khi nó liệt kê ra được những cái mà vấn đề gặp phải đối với sức khỏe hút thuốc, bắt đầu nó sẽ khuyên nhủ chúng ta là không nên hút thuốc nữa. Đấy, bởi vì mình đã yêu cầu nó viết với mục đích là khuyên mọi người bỏ thuốc lá. Đấy, như vậy nó đã xong. Và các bạn thấy là khi mà chúng ta sử dụng cái ChatGPT này thì rất là hay đúng không ạ? Bây giờ thêm một cái ví dụ nữa nhé. Mình sẽ yêu cầu là ChatGPT viết ra một cái thực đơn ăn kiêng cho phụ nữ tuổi 30 với mục tiêu là giảm 5 cân trong một tuần, cho nó viết kiểu gì. Nó có ngay phần lưu ý đầu tiên, đó là gì, 5 cân trong một tuần mà giảm thì nó sẽ rất là nguy hiểm đấy, và nó sẽ không khuyến khích. Đấy, nhưng mà tuy nhiên nó vẫn đưa ra được một cái thực đơn cho chúng ta nhằm giúp cho cái việc mà giảm 5 cân trong một tuần. Thực đơn rất cụ thể, từng ngày một nhé, các bạn nhìn đấy. Đấy, sáng này như nào này, sáng thì ăn trứng chiên, rau cải, nửa quả dứa. Trưa thì thịt gà nướng, rau xà lách và rau củ quả tươi, 1/2 quả chuối. Tối là có hồi nướng, rau cải tươi và rau xà lách. Thì thực tế là cái prompt này nó sẽ giúp cho chúng ta để hướng mục tiêu để đạt được cái việc gì đó, các bạn hình dung chưa? Và nếu như bạn sử dụng cái prompt này thì các bạn sẽ thấy là cái ChatGPT nó sẽ hướng rất là nhiều. Nó giúp cho các bạn nhắm mục tiêu cái thứ mà mình mong muốn đạt được. Và các bạn nếu cứ dùng như này thì chắc chắn là công việc của bạn sẽ rất là tuyệt vời ấy, và bạn sẽ cải thiện được rất là nhiều cái kết quả. Đấy, nó viết rất là nhanh. Bình thường chúng ta sẽ phải đi mày mò lên mạng tìm kiếm xem làm thế nào để giảm cân, thì đây nó làm luôn cho chúng ta rồi. Chúng ta không cần phải làm gì và công việc chúng ta chỉ chờ kết quả. Đây là viết ra 5 ngày, tức là một tuần, giảm 5 cân trong một tuần. Nó đã viết ra chỉ cần 5 ngày thôi là có thể giảm 5 cân. Và cái ví dụ này thì để muốn nói cho các bạn biết rằng là hãy sử dụng cái prompt với mục tiêu hoặc là mục đích cụ thể để giúp cái ChatGPT nó hướng đến cái vấn đề đó. Và video ngắn này mình xin được kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Bye bye.